Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sadec TV. Các bạn thân mến, thì tiếp tục cái chương trình giới thiệu các cái điểm đến du lịch ở thành phố Sadec. Thì hôm nay Sadec TV xin giới thiệu đến các bạn một cái điểm đến nữa. Đây cũng là một cái nơi mà rất là nhiều bạn trẻ thích thú khi mà đến đây chụp ảnh ha, với những cái khung ảnh được lật ngược lên như thế này. Và nơi đây được gọi là căn nhà úp ngược. Ở cái khu này thì cái tên là Sa Nhiên Garden, và có rất là nhiều khu, trong đó thì nhà úp ngược cũng là một trong những cái khu mà thuộc cái Sa Nhiên Garden. Thì đứng cạnh mình đây là bạn Vọng ha, là chủ của cái khu này. Thì sau đây thì mình sẽ nhờ bạn Vọng dẫn các bạn dẫn mình đi giới thiệu đến các bạn những cái điểm thú vị ở cái khu du lịch này nha các bạn. Rồi Vọng ơi, bây giờ thì mình ở đây là đây là cái nhà úp ngược đúng không? Mình đang đứng trước khu vực nhà úp ngược đây. Phía trước đây thì có hoa hai bên, và bên trong nhà úp ngược mình có thể vào trong được luôn để mình chụp ảnh selfie trong đó. Cái nhà úp ngược là các bạn thấy ha, cái nó tức là nó ngược đó, cái mái thì nằm ở dưới còn cái nền nhà thì nằm ở trên, cho nên là gọi là nhà úp ngược nha. Và ở Sa Đéc này thì chỉ có duy nhất một cái nhà úp ngược này thôi nha các bạn, chưa có cái nhà thứ hai ha. Hiện tại thì cái giá vé mà mình vào đây thì bao nhiêu hy vọng? Giá vé khu du lịch Sa Nhiên là đang là 60.000 anh, là bao gồm toàn khu. Nhà úp ngược là nó chỉ là một khu của khu trong khu du lịch thôi. Còn dạ, một khu nữa là ở đâu? Dạ, là khu phía bên kia, một phòng mình qua chiếc thuyền bườm lớn ở bên kia. Đây. Trong đây là một cái phòng mà theo dạng như gia đình bình thường thì đây có một cái phòng để phòng tắm thôi, phòng tắm, phòng vệ sinh và tất cả đồ để ngược hết. Và trong đây khách có thể chụp ảnh tương tác với những cái đồ vật ở trong trong phòng này. Chúng ta thấy ở đây thì nó cũng giống như một căn nhà bình thường ấy các bạn. Ở đây chúng ta thấy có cái bồn tắm nè, có máy giặt, có bô rồi, nói chung là nó giống như một căn nhà nhưng mà nó được làm đảo ngược lại ha. Như các bạn thấy nè, cái bồn tắm thì nó úp ngược xuống nha. Ở đây cũng vậy, cái chỗ này chỗ rửa mặt đây, này cũng úp ngược xuống luôn đấy. Cho nên là khi mà chúng ta chụp hình những ảnh này thì lật ngược lại thì chúng ta thấy xuôi, nhưng mà bình thường như vậy thì chúng ta như là đang chuỗi cái đầu mình xuống vậy ha. Cũng rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ mình đi lên tầng trên sẽ có những cái phòng khác, là cái mô hình khác. Mang dép luôn. Cầu thang này có chân chợt nha, có chân chợt. Cái nhà này nếu mà sức chứa tối đa là lên đến đây được bao nhiêu người ha Vọng? Khoảng 30 khách nè. 30 khách. Dạ. Tại nếu nhiều nữa thì mình sẽ không chụp được, mình chỉ tham quan thôi. Muốn chụp ảnh thoải mái thì 30 khách là đẹp. Đây, trong phòng thì phòng này là phòng khách. Phòng khách. Phòng này là khách rất là thích, và trong mỗi phòng đều có cái hình ảnh để mà hình mẫu á, để cho khách hiểu cái cách chụp trong nhà úp ngược nó là như thế nào. Và khi lên nhà úp ngược thì sẽ có một bạn nhân viên hướng dẫn, giống như Vọng này, Vọng sẽ hướng dẫn là anh chị đứng khi, chụp cái khi mới vào thì anh chị có thể nhìn cái hình mẫu, nên anh chị có thể chụp theo cái hình mẫu để mình hiểu được cái cách chụp trong nhà úp ngược làm sao nó có được cái tấm ảnh ảo nhất, và anh chị có thể đưa điện thoại để em hỗ trợ chụp ảnh cho mình ha. Tại nên anh nghĩa điện thoại đem chụp không cho, có nghĩa là đây là một bạn nhân viên, bạn sẽ hướng dẫn mình như vậy luôn á. Tại vì nhiều khách lên đây không biết cách chụp hiện ổn á. Như ở đây thì đây, như ở đây thì anh nghĩa sẽ tạo kiểu này nha. Đây nghĩa chống tay lên nghĩa khá lên gì rồi vòng chụp cho anh nghĩa, thẳng tay anh nghĩa ơi, thẳng tay à vậy luôn. Rồi 1 2 3 lắm rồi, nhìn lên tivi đi nghe, nhìn lên tivi ha, há miệng nha. Rồi ok. Sau khi mà chụp xong tấm hình thì mình sẽ hướng dẫn cho khách cái cách xoay tấm ảnh lại. Này, khi mà xoay tấm ảnh lại, tấm ảnh bình thường nè. Bình thường mình thấy nó không có gì lạ đúng không? Nhưng mà mình xoay tấm ảnh lại đây. Đứng giống như là mình đang bị lật ngang người mình nha. Đúng rồi, nó sẽ tạo cái cảm giác ảo cho mình, làm cho cái tấm hình mình nó thú vị. Đúng mà rồi. Khi mình úp cái này mà mình không nói mình vô nhà úp ngược thì bạn bè mình tưởng là mình đang làm siết gì nha. Đó là hay. Rồi mình lưu lại tấm này thì nha, nhớ lưu lại, xây rồi mình lưu lại, mình úp Facebook, Zalo mình dùng tấm này. Đúng rồi.
rất là thú vị. Cho nên là ở cái chỗ này thì nó thú vị ở chỗ là cái tấm ảnh mình đứng mình chụp bình thường, nhưng mà khi mà mình xoay lại thì nó không bình thường đúng không? À đúng rồi. Nhưng mà bên đây thì mình không có đứng bình thường đó, nhưng anh Nghĩa qua đây anh Nghĩa làm gì nè. Cái kiểu này là nằm xuống, anh Nghĩa nằm xuống. Nằm xuống luôn hả? Nằm xuống luôn, nằm xuống. Ờ nằm xuống như là nằm xuống. Ờ nằm xuống luôn. Ờ nằm xuống đây, nằm xuống đây. Sao nữa? Đây chút đây. Này khách cũng chụp vậy luôn á. Yeah. Kiểu này là bá đạo mà. Ờ vậy, vậy đó. À. Yeah. Rồi nữa là mình sẽ up lên những cái tấm ảnh này cho các bạn xem nha. Ờ ủa cái máy ảnh rồi ta? Cái máy ảnh rồi. À là thấy rồi. Đây. Rồi mình càng mình chụp mình lấy càng nhiều đồ vật trong phòng thì nó sẽ càng đẹp nha. À. Rồi nhìn em anh Nghĩa ơi, 1 2 3 hả mi ra. Rồi ok đó xong. Rồi ok ok tấm này xây lại thì độc đáo luôn nha. Đây này cái gì về anh rớp lại cho nó cận. À tức là mình như à. Mình đang bị treo lơ lửng ở trên một cái trần nhà đó các bạn. Nữa mình sẽ ít cái tấm ảnh lên cho các bạn xem nha. Rất là độc ha. Đúng rồi. Nhưng mà cái này thì giờ đúng là có bạn hướng dẫn thì sẽ cho mình những cái tấm ảnh rất là độc và lạ luôn ha. Dạ. Cho nên là nếu như một mình đi thì mình sẽ vô đây thì nhiều khi mình không có biết được cái góc nào mà ra những cô chú anh chị và các bạn đừng có ngại. Khi mà vào nhà ấp được thì sẽ có bạn nhân viên hướng dẫn trên đây thì sẽ không có tốn phí gì cả. Bạn đó hỗ trợ cho mình đừng có ngại nha. Đừng có sợ là thu thêm phí gì cả, nhưng không có. Bạn đó sẽ hỗ trợ nhiệt tình lắm cho mình để mà mình có những tấm ảnh đẹp. Như bên đây là này là phòng này kia bằng đây là cái quán nước nè, cái quầy bà. Bạn thấy ở đây là một quầy qua quầy ba nè, các cái ly thì được gắn ngược chai rồi thì hộp sữa rồi ha. Dạ. Ngược hoàn toàn đây trên mình có thể đứng đó. Mình chỉ tay lên cống hút dạ. Thôi nhưng mà mình đứng nên thăng bằng được khi mình xây lại. À đâu em chụp cho cái cảnh này đi, để nữa anh sẽ up lên cho các bạn khán giả xem coi nó độc đáo ở chỗ nào. Rồi chỉ làm vậy hả? À để chỉ lên thầy. Rồi nhìn em nha, nhìn em nha. 2 3 gọi tắm nữa, tắm nữa ngay góc này. Ở đâu? Nên đu vậy nè, đu vậy đi. À đu vậy đó ha. Rồi. Ok nha. Đi vô đây là cũng phải lăn lộn chụp hình vậy đó. Khách vô đây là phải lăn lộn. Rồi tắm nữa. À, nhìn lên đi anh, nhìn lên đi. 2 3 rồi ok. Đó, cái tấm này mình xây lại. Nó sẽ ra. À. À, cũng như đang đu vào nó. À, còn nhiều kiểu nữa thì khách có thể suy nghĩ cái cách nào độc đáo, độc lạ cho mình. Yeah. Ở đây thì mình thấy là có những cái khung cửa sổ nè các bạn. Dạ. Yeah. Cửa sổ này gió rất là mát nha, chúng ta có thể phóng tầm nhìn ra được những cái ruộng hoa cái bên ha. Và ở dưới chúng ta đứng chụp ảnh lên đây thì bên những khung cửa sổ này cũng rất là đẹp đấy các bạn. Dạ đúng rồi. Cửa sổ khách thích chụp lắm, thấy bạn nữ hay chụp những cái ví dụ như mình đang đứng ở cái khung này ha. Đấy. Khung này chụp qua cũng rất là đẹp nữa. À có thêm người yêu nữa là hết sảy luôn. Chung là cũng khá là thú vị nha các bạn. Nếu như các bạn chưa từng đến đây thì đảm bảo những bạn khi các bạn đến đây rồi và qua những cái sự hướng dẫn của các bạn hướng dẫn viên ở đây thì đảm bảo các bạn về sẽ có những cái bức ảnh gọi là siêu ảo luôn và rất là độc đáo. Rồi bây giờ thì hết cái khu này thì chúng ta còn cái khu nào để tham quan khi mà vào đây nữa em? Mình sẽ đi ra phía sau lưng nhà ấp ngược, nó sẽ có nhiều còn, cái vẫn tiêu còn cảnh ở phía sau nữa đúng không? Đúng rồi, nhiều rồi, cái rồi. Khu vực trang trí theo chủ đề để mình có thể chơi. Rồi bây giờ thì em hãy dẫn anh đi để mình giới thiệu cho các bạn khán giả những cái điểm còn lại ha. Đây, cái này là những cái tấm ảnh mà khách ta chụp đó ha. Đúng rồi. Khách chụp rồi mình xin lại. À. À, ở đây thì trong mỗi khu vực của khu du lịch San Yen Garden thì đều có hình mẫu hết. Để các bạn có thể chụp theo cái tấm hình mẫu. Tuy là mình không cần đẹp như người mẫu, nhưng mình cứ chụp theo kiểu mình thích, mình độc lạ, mình thoải mái, tự nhiên thì nó đây sẽ là cho khu ra tấm ảnh sa mạc. Dạ, chúng ta sẽ đến với khu phía sau. Này là mâm xôi Hàn á. Mâm xôi Hàn Quốc đó phải không? Dạ. Anh nói, nghe nói là cái khúc mâm xôi này nó có đến 90 màu lận đó. Nó rất là nhiều màu, mâm xôi Hàn này. Cái này là mà là mình chuẩn bị là nở ngay dịp Tết luôn ha. Đúng rồi, Tết. Cái Tết là bắt đầu nó. Đúng rồi. À ở đây thấy có một cây. Đây là than vô cực. À, than vô cực.
Ồ, rất là cao nha các bạn, lên đây cũng có những cái hàng này là hot rất là lâu rồi nhưng mà vẫn còn nhiều khách thích chụp kiểu này vì nó ảo. Ở cái hàng này đi lên được tới đây được mấy người Phạm? À, nhiều người lắm anh, có còn chỗ nào thì đi bà, hả? An toàn lắm nhưng mà có cái đánh dấu cái mức mà cao nhất á, anh dừng lại chỗ đó là được. À chỗ này đúng không? À đúng rồi, có đánh dấu. Lên đây chúng ta sẽ chụp được những cái tấm ảnh đúng không? Đúng rồi. Đừng lên nữa nguy hiểm lắm. Hello. Nhưng mà mình cũng tính toán rồi, lỡ có té là té xong thôi. Đây các bạn đứng đây. Nghe nói đương nhiên là bé xuống sông rồi. Tại mình làm ngay chứ không sao. Ở đây thì chúng ta chụp là thấy trên có một cái bầu trời cao cho nên là mình thấy cái tấm ảnh nó rất là có chiều sâu. Rất là có chiều sâu ha, rất là đẹp ha. Cái này nếu như là mà một có một một nhóm bạn mà đứng một hàng như thế này chụp cũng rất là đẹp phải không? Dạ được anh, mình cứ chụp theo thoải mái, không cần kêu xa cầu kỳ, quan trọng mà mình vui vẻ là được rồi. Bên đó anh thấy có cái gì đó? Dạ, đó là cổng hoàng hôn. Cổng hoàng hôn á, tức là đứng trên cái cổng đó để chụp đó. Dạ, mình đang sửa lại cái cổng này để cho dịp Tết. Dạ, mình sẽ trang trí lại cái cổng này. Nên mình chỉ mới dọn cỏ rác xung quanh hết, tất cả đây là hoa hết. À mình đang chuẩn bị trồng đúng không? Đất này là chuẩn bị trồng cho Tết nè, hoa hết nè. Còn khu ngoài đó là khu sa mạc đó. À khu đây là khu sa mạc thôi, theo cái chủ đề sa mạc thôi, vì trong đây có nhiều xương rồng. Nè khu này là khu tạm gọi là khu sa mạc. Sa mạc do nó có nhiều xương rồng. Nhiều xương rồng, mình trồng nhiều xương rồng mình để cỏ. Thì cái này chụp ảnh cưới thì khách cũng thích nha, tại nhìn vô nó lạ con mắt của mình thôi. Thường ngày mình ở miền Tây thì không có thấy xương rồng gì nhiều, nhưng mà khi vô đây chụp ảnh thì nó thay đổi cái nhìn của mình á. Cái nhìn quen thuộc của mình thì nó thấy nó lạ mắt hơn. Trong đây có rất nhiều rất góc chụp lắm, và này cũng là để trải nghiệm cho các bé học sinh, có nhiều loại xương rồng khác nhau. À, trên cây xương rồng thì khách đi thì khắc tên là rất là nhiều luôn. Có bạn nào thì nhớ comment vô lưu lại kỷ niệm ở lưu lại kỷ niệm cây xương rồng này ha. Rất nhất là những đôi yêu nhau thấy có những trái tim kìa. An và Xuyến kìa, các bạn nào tên An không vô bình luận nha. Còn bên đây cũng vậy, cũng có khắc tên nhiều nè. Và cây thông này là để cho chơi dịp Noel và mình cũng trang trí rồi đấy. Cái thông này để trang trí để thông này thông thiệt luôn chứ không phải không dạ. Cái thông này á mình trồng này nó có trái không? Ờ có đó anh. Có mà cái sức của nó là với lại mùa này là chưa nè. Nó cắn ra nè. Bông ra trái nè. Này Noel khách có thể chụp từ góc đằng hàng điệp lào chụp vô chụp quanh đây, hoặc là từ đứng từ góc phía bên đây chụp ngược về thì sa mạc chụp về. Nếu có bạn bè thì mình có thể ngồi ở đây, ngồi trên băng ghế này mình chụp dưới nguyên cái tán cây này từ góc đó chụp thẳng vô. Rồi vậy là cái khu bên đây là mình dạ, phía sau đây là có chuồng thú. Chuồng thú nữa hả? À chú ý mình nuôi vài con thú cho nó có tiếng kêu với lại cho các bé. Đâu mình ra xem cái chuồng thú thì xem thế này. Nghe tiếng con dê đúng không? Cụ đó anh. Cụ á. Còn bên đây là chuồng mà để mà mình nuôi chó nè. À chó này là chó đua nè. Chó đua đúng không? Hình đúng như rồi. Là lúc trước mình có đưa vào ở cái trò chơi đua chó đúng không? Dạ, bây giờ vẫn đua. Vẫn còn hoạt động bình thường không? Dạ, khách đoàn yêu có cầu. Có yêu cầu thì mình sẽ cho đua ha. Dạ. Em cho. Đây gà. Gà đó kia bằng con gà gì? Gà này là con gà sao anh. Gà sao. Dạ. Đây là những chú cừu. Này là cừu. Cừu lúc đầu mình lấy về một cặp. Mà bây giờ nó sinh ra được hai đứa. Mình nuôi cừu ở miền Tây mình thấy cũng được. Con cừu này thì thường là nó chịu không khí lạnh đúng không? Nó chịu khô và nóng khô nóng. Em thấy về đây mưa ẩm ướt mà nó cũng chịu được nữa. Nó cũng sinh được hai con cũng hay ha. Đi mình đi tiếp khu rồi, tiếp theo mình qua bên kia. Gà công nghiệp anh, gà công nghiệp gà thường mình nuôi lấy trứng thôi. Còn trứng. Con kia là mấy con gà sao. Đây vườn tháo dượng rồi các bạn.
Mình đang ở cái khu vườn thảo dược này thì có trồng hơn 30 loại cây thuốc nam. À, nhưng mà mình trồng cái này để làm gì? Mình trồng cái này để mình giữ lại những cái giống và để cho các đoàn học sinh trải nghiệm á. Thì khi đến thì các bạn nhỏ có thể biết được là những cái loại cỏ dại quanh ta thực ra nó cũng là trong đó có một số loại là cây thuốc. Và đôi khi mình cần bất tử thì mình có thể dùng nó được. Như cây nhỏ nào trước mắt các bạn đây là rất là nhiều người dùng nè. Nó có thể cầm máu khi đứt tay chạy sướng gì đó. À. Mỗi cây thì mình đều có cái tên hết. Cây lẻ bạn, cây thuốc dồi, sâm bố chín. À, rất là nhiều ha, hơn 30 loại ha. Hơn 30 loại bên kia nữa. À, bên kia tức là mình trồng vậy là để cho các bé trải nghiệm ha. Dạ đúng rồi, để mình nhận diện được cái cây thuốc nam xung quanh mình. À. Đây thì là những cái giống hoa. Hoa này là mình trồng để chuẩn bị phục vụ Tết. Đúng rồi, phục vụ Tết. Này là hướng dương. Hướng dương. Hướng dương. Đúng rồi. À, bên tay trái mình đây là khu vực đua chó đây nè. Đây là mình đua chó đúng không? Dạ đúng rồi. Trường đua. Dạ, đây là trường đua đây. À, bữa nay thì quá cái giờ đua rồi nên hết đua rồi. Giờ đua là 10 giờ. Các bạn cứ đi đúng 10 giờ sáng trong ngày và 3 giờ chiều trong ngày là sẽ có đua. À. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái khu bên kia là đúng rồi, mình sẽ qua khu vực thuyền bườm. Thuyền bườm. Dạ đúng rồi, khu 1 nó khu 1 đi. À, khu vực này là khu vực trải nghiệm trò chơi bắn súng đạn thật. Bắn súng đạn thật ha. Đúng rồi. Đạn nó là bằng cái gì? Bằng thạch á. Nó bằng thạch ngâm á, cái hạt nở. À. Bắn cung, bắn súng đạn thật rồi chơi xong đây. Chơi bắn thử thách có thể, nếu hoàn thành thử thách thì có thể trúng được nước. Đứng đây anh nghe. Rồi các bạn ơi, vậy là bên đây là cái khu này gọi là khu thuyền bườm ha. Khu thuyền bườm này thì nó đối diện với cái nhà ấp ngược ha, cũng chung một khu luôn. Vì thì chúng ta mua vé 60.000 được tham quan ở cả luôn. Dạ đúng anh. À, bây giờ cái thuyền bườm này thì nó cao bao nhiêu ta? Thuyền bườm này cao 19 mét à. Cao 19 mét, chiều dài của nó là bao nhiêu? Chiều dài là 37 mét. 37 mét à. Dạ. Rồi bây giờ thì mình vào bên trong xem coi có cái gì đặc biệt trong ha. Dạ. Ồ, có những cái ống ủ pháo. Dạ. Chiếc tàu này mình làm theo cái kiểu như cái thời Trung cổ. À. Dạ. Giống như trong phim những tên cướp biển vùng Caribe. Johnny Depp. Các bạn ơi, hôm nay mình đi thì nói chung là cũng ngay một ngày bị cúp điện ha. Cho nên là trong cái tàu này thì có lẽ là ánh sáng nó sẽ hơi yếu hơn một chút so với dạ. Ngày đời thường có mở đèn. Mình lên trên tầng trên luôn đi. À, rồi. Mình lên trên trên luôn. Đây. Ở đây là tầng trên nè các bạn. Còn ở dưới bon tàu dưới thì do hôm nay cúp điện rồi tối cho nên là không có đèn, cho nên là mình không có dẫn các bạn xuống dưới được. Ở dưới thì cũng có rất là nhiều. Đúng rồi. Ở dưới có một phòng chụp ảnh 2D rất là đẹp luôn. Theo phong cách trắng và đen thôi. Khách thì rất là thích cái phòng đó. Các bạn nữ thì vô phòng đó chụp hình đẹp lắm. Mình trong phòng này thì phía trên bon đồ thì để đầy đủ hết tất cả những vật dụng mà hồi xưa
như thùng đựng rượu, đựng nước, rồi súng ống và những cái thùng gỗ để họ chở hàng, họ giữ hàng. Mình có thể vào trong cái phòng này để mình có nhiều đồ chơi hơn nữa để chơi. Dạ, quay phim nó xuống. Cái phòng này, đây là một cái phòng dành cho thuyền trưởng. Thuyền trưởng ha. À đúng rồi, thuyền trưởng thì ở cái phòng này. À, giống như con chỗ con gấu đang ngồi đây là vị trí của một thuyền trưởng ngồi trên đó. À, trong cái thuyền buồm thì có rất là nhiều đồ chơi, từ nón cho tới súng nè, đó, tới kiếm nè, đó. Các bạn vô đây các bạn tha hồ mà cosplay chụp hình luôn. Súng nha. Đúng rồi. Cái này là mấy em nhỏ rất là thích nha các bạn. Giờ đây cho mấy em nó chơi, gọi là nó chơi bắn súng hoặc là chơi đấu kiếm nha. Kiếm này là chúng ta sử dụng kiếm mũ nha các bạn. Kiếm các bạn hết. An toàn, không có gì hết. Nhưng mà khi mà chúng ta cầm những cái vũ khí này lên để mà chụp ảnh thì nó cũng đỡ, nón này giống thì cũng rất là giống. Rất là ngầu nha. Ngầu quá. Đúng rồi. Có vương miện nha các bạn nữ. Vàng bạc châu báu thì tha hồ mà đeo luôn. Ồ, cái búa nè các bạn. Mày làm cướp biển. Đợi cái nón cây búa này, đổi cái nón này vô nữa. Chứng kiến kiến rồi. Thời xưa mà có kính đeo. Đó, một người một chung là chụp ảnh nhau thôi. Vô đây thì để cho các bạn một cái phong cách khác ha. Nếu như ở bên cái nhà ấp của các bạn thì có những cái phong cách chill, thì bên đây chúng ta sẽ ngầu hơn nha. Ở bên đây nó năng động hơn. Hơi chơi bời nhiều hơn. Dạ. Những cái đồ này các bạn xài thoải mái và các bạn xài không có tốn phí thêm gì nữa đúng không? Không có tốn phí. Chỉ mua vé vào đây thì chúng ta mình chơi, để trang trí chơi, mình xài xong mình để lại thôi là được. Để lại bên này, bên đây. Rồi ở đây có vàng thổi luôn nè các bạn. Còn ở đây nè, đây nè, giống đi có biển gì có nhiều dữ. Ngọc ngà châu báu kiểu xa luôn. Quá trời. Mùa này mà lụm cục này thì cũng ngon. Còn đây là kiếm gỗ nè các bạn. Dạ. Gỗ. Nhưng mà rất là nhiều cái đồ dùng để mà phục vụ cho cái cái bệ vũ khí. Rồi vũ khí. Cái đó là của ông bán dầu ăn. Ủa à, ông Newton. Newton. Quá trời các bạn, đây là cái búa này. Búa này của Thiên Long. Cây đó giống của không phải, cây của Lữ Bố thì cây kia, cây đỏ kia. Quá trời các bạn, đủ anh này đau nè. Bảo đau. Mấy bạn thích cũng thích cây này đó. Cây này của anh Quang Vũ. Vũ khí nha các bạn. Còn ở đây thì có những cái mô hình sách nè. Dạ. Mô hình. Trước đây cũng chụp được những tấm ảnh cũng rất là đẹp nha các bạn. Chiêu á. Ở đây thấy có nhiều khách chụp ảnh nè các bạn. Ồ, mô hình sách, nhưng mà anh có thấy cung bí kíp gì không kìa. Nè. Bí kíp hả? Tao mở rồi coi. Đã cẩu bổng pháp. Trời ơi. Lâu ngày ba chữ hết trơn rồi các bạn. Đã có bổng dữ dằn. Này là hàng mang trưởng. Giờ đây là lấy bí kíp này luyện luyện công. À, vũ khí có, bí kíp có. Quá trời luôn. Cũng nói chung là ở cái Sa Nhiên Garden này thì nó cũng có nhiều khu ha các bạn. Dạ. Như lúc nãy ở bên kia thì chúng ta có những cái bức ảnh rất là độc lạ của nhà ấp ngược ha. Rồi chúng ta có thể có được những cái bức ảnh như ở khu ở sa mạc ha. Và ở đây thì chúng ta lại có những cái bức ảnh khác nữa, đó là những bức ảnh mang tính chất đó là hải tặc phiêu lưu. Phiêu lưu. Rất là thú vị. Và Sa Nhiên Garden thì nói chung là ngoài hai khu này ra thì còn có một cái khu kế bên là khu gọi là vùng đất sắc màu á. Dạ đúng rồi. Colorland.
À, cái khu đó thì mình bán giá riêng đúng không? Dạ đúng rồi, khu đó giá khu vé đó riêng. Hiện tại về vé là bao nhiêu? À, chỉ 30 ngàn thôi, 30 nhưng mà ngàn. trang trí tiêu cảnh ngoài trời rất là nhiều luôn. Rồi, cơ bản thì nãy giờ thì bạn Vọng đã dẫn mình cũng như là giới thiệu đến các bạn khán giả những cái nét thú vị ở cái khu Sa Nhiên Garden này rồi ha. Thì ở đây thì nằm ở trên địa bàn của ấp Ấp Khánh Hòa, ấp Khánh Hòa, xã số Tân Khánh Đông. 22 Sa Nhiên, ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông. Nếu như mà khách muốn đặt trước bút lịch thì liên hệ số điện thoại như nào? Số điện thoại 0798033053. Nếu gia đình mình đi từ 5 người trở lên thì em giảm 20% cho gia đình luôn nha. Nhưng mà nhớ gọi điện em trước nha cả nhà nha. Số 0798033053. Bạn ơi, nếu như mà khách mà đi khách đoàn mà xe khoảng 25 chỗ trở lên đó thì có vào được tận tới cái khu này không, hay là mình phải sử dụng cái phương tiện vận Dạ chuyển nào được khác? anh, xe 30 chỗ mình có thể đi phía cổng 1 ngay cầu Sa Nhiên 2. Nếu mà xe 45 chỗ thì mình sẽ đậu tại nhà chờ của bên em luôn. Đó là cái quán cơm niêu Sa Nhiên. Nằm ở ngoài là đường vành đai này đúng Dạ không, đúng rồi, sẽ có xe điện để ra chung trung chuyển chuyển khách vô. miễn phí vào. Vì là khách đã mua vé rồi. Rồi rồi nếu như các bạn muốn tham quan làng hoa Sa Đéc và muốn có được những cái bức ảnh thú vị thì Sa Nhiên Garden cũng là một trong những gợi ý dành cho các bạn trong cái dịp Festival Hoa Kiển sắp tới ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video hôm nay xin dừng lại ở đây. Sa Đéc TV sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến các bạn những cái điểm đến du lịch thú vị ở Sa Đéc nữa. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn Xin gặp chào lại. các bạn, hẹn gặp lại.